Mới đây, nhiều ô tô đang đậu trước quán nhậu Lộc Phát, số 2 xe Khai Lăng, đường Thạch Thái, phường 15, quận 10 thì bất ngờ một thanh niên cầm thanh gỗ ra đập phá những chiếc xe này. Phát hiện vụ việc, chủ nhân của những chiếc ô tô trên đã trình báo cơ quan công an. Hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường để phá hồi trật tự. Các nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, hàng trăm thành viên chạy dịch vụ karaoke tổ chức gặp mặt liên quan tại một nhà hàng cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 50m. Do không có chỗ để xe, nhiều ô tô đã phải đậu trên vỉa hè và lề đường Thạch Thái. Chín chiếc ô tô trước nhà hàng Lộc Phát bị đập phá, trong đó 7 chiếc bị móc capo đầy sứt. Sự việc được cho là có liên quan đến những người trong nhà hàng Lộc Phát, nên cảnh sát đã mời một số người liên quan lên làm việc, truy cứu trách nhiệm. Vụ việc đang được xử lý theo thẩm quyền. Tìm ba được rồi vậy. Cái cây em bảo là lẹ mày.